Đây đó là quay cái clip mới nè, clip này đứng đây nè, trên cầu, trên cầu đi bộ nè đó. Cái vị trí góc đó là có người tự treo cổ tự vẫn cách đây mấy năm rồi đó, có chỗ đó đó. Đó, xe chạy ghê không, xe rất là nhiều nha. Cầu này rất là bự, rất là bự. À, cái hướng này là hướng từ Sài Gòn lên nè, từ quốc lộ 1 á, quốc lộ 1 cái hướng Thủ Đức, hướng Bình Dương, quẹo phải á, phải lên đây về, về Tây Ninh, về Củ Chi rồi các kiểu nè. Đó, xa xa cách đây 100m là cái cổng bến xe An Sương á, nhìn không có rõ đúng không? Rất là ồn ào.